Lưới rút mở biển nha anh em ơi. Quay video tàu cá lưới rút đêm mở biển cho anh em xem nha. Xem tàu cá lưới rút chạy nha anh em. Đồ, lên ghe ra. Đồ hấp dẫn á. Hấp dẫn không? Phong Nguyên đi nè. Đông quá à. Wow, tàu cá chạy hấp dẫn quá, hấp dẫn. Đó, tàu từ mắm này nó lái á, đập mẹ nó lái nó chạy dữ vậy không? Đấy là mấy ông hiểu là ai thuyền trưởng ai thuyền phó. Đập mẹ. Đập mẹ anh đuổi bên đây view nghe mà, view chưa? Chưa đeo còn xe mà. Đi về giờ thời gian quá rồi, quá rõ. Từ đi xe tàu từ từ đi ra đó ông Hơn Lý này ta. Hơn nhớ. Hơn Lý. Để nó zoom cùng gặp bè. Không nữa là qua vô đảo không anh? Không nữa. Vô được. Không nữa nhưng mà. Quay lên.
còn nữa, nhưng mà mình thâu được cái cảnh tổng rồi, giờ còn cái cảnh mà chi tiết chắc thâu không nổi. Ví dụ như đường cửa này chứ tôi bấm chắc nghe là đi đâu, có lẽ thấy ba đêm không mà bấm á, bấm là chắc là đi, là đi quay kinh tới cho nên đi đâu. Xe xe chiếu cho anh em thấy cảnh tổng quát rồi đó, anh em tưởng đâu mình nãy giờ đụng nó làm gì nó sang được mũi tao mất nữa. Ủa đụng quá, đụng có anh chị râm râm rồi cho đâu có cái gì riêu đâu. À. Đồ mẹ cỡ bản đây mấy bộ lứ là vừa vừa tầm đồ đục mẹ đây mà vừa muốn trong mấy vừa mấy dặm sô vừa mấy bạc mía nữa ít hấp dẫn đây hả không anh? Đồ đây là mấy anh đang ủi eo eo vừa rồi mấy bạc mía quay ghi dập sô vừa rồi ầm ầm chuồng lại quăng dây quăng rồi. Đó, ló chữ trường xe chín rồi. Dẹp cho ông đổ khối kèm đổ khối luôn. Quá rõ vô đủ máu đúng đẹp ạ. Cái màn hình đây nó chất lượng kém mà vô điện thoại rõ lắm. Màn hình mày quay đi, màn hình dởm mà. Đỡ cho mình mô phỏng vậy thôi. Lên ghê. Hai anh trực mũi đây, một phố, anh ạ. Phố Dừa, phường. Đầu phố trực mũi của phường eo eo đỏ đây à. À, phường eo đỏ. Thằng tôi bấm chẳng có đâu. Điều ghê, điều ghê. Coi mấy chiếc ghe cầu cái người đại dương ra cửa nha anh em. Thấy không? Mỗi lần đi biển là má anh lấy tổn bóc mềm ghê luôn. Nói chiếc ghe sau này đi ra anh mở lắng về phía bên phải, là anh không muốn cho chiếc ghe nhỏ này chạy qua mặt nè. Những chiếc ghe mở biển thì đa phần họ không có muốn cho những ghe khác qua mặt nha anh em. Mấy ghe này đi cả tháng rưỡi mới vô. Trời im im mà ra ngồi nghe chỗ cái chớn cửa ghe chạy cảm giác hơi có lường lường ha. Nãy này ra ngồi khỏi chấn sấm của cửa rồi nè, bây giờ nó im lại. Tổn thẳm quá, nhìn ghe chạy nó khòe mòi dở sợ.
mới nghe này tầm 16 mét độ lại nha anh.